Rồi em xin chào tất cả anh em ha. Em chào tất cả bà con trong mọi miền Tổ quốc bà con. Cái này tụi em lên cho anh em một con máy dân máy F8. Máy này là mới về hôm hôm nha anh em. À, máy thì ngoại hình nó về đây. Là tụi em ở đây chủ yếu là cho em xịt nước. Tụi em xịt nước xong rồi tụi em xịt dầu lên. Nhưng mà đặc biệt đối với cái máy này là hoàn toàn không sửa chữa luôn nha anh em. Đổ dầu vô là nó chạy luôn. Cái này em xin phép anh Bình tí xíu nha. Em có ông anh Bình ở đâu ta? Anh Bình hồi nãy anh nói chỗ nào anh Bình? Anh Bình ở Tuốt ở Vĩnh Lâm anh em. Là anh chạy xuống tới chỗ em luôn. Anh mua một cái máy rất là nhanh gọn lẹ. Máy hôm hôm em mới quay đó. Cái máy hết 80 bạc đạn. Hồi nãy là đóng chân nền rồi nó quay chạy cái anh lấy luôn. Mà làm hai anh bỏ lại em cái máy hết 90. Cái máy rất là đẹp luôn anh em. Cái đó để đứng hay để nằm thưa? Để nằm á. Rồi để em quay chi tiết cái máy F8 này cho anh em mình xem nha. Anh trở về thì tài chính nè. Em rất cảm ơn anh luôn. Nó mua máy rất là dễ, rất thoải mái anh em ơi. Cái máy không rùi rửa gì hết. Anh kêu đóng chân nền vô test cho anh nổ cái anh mua luôn. Còn máy F8 mình là gì đây? Máy rất là đẹp luôn anh em ơi. Đặc biệt là anh thấy nó rất là đẹp luôn á. Cái này nãy là cái góc này là em chưa xịt nước nè. Còn ngoại hình thì máy nó nguyên zin. Chỉ có em thấy dấu giày này là trên bãi người ta mở nha anh em. Chứ hoàn toàn về đây là tụi em hoàn toàn không đụng chạm ngóc nào trong đấy. Đổ dầu vô chạy luôn. Với thêm hồi nãy là nó thừa test là gam ti nó chưa được nhuyễn hung. Có mở cái nắp chụp heo này nè. Ra chỉnh ngóc chỗ ốc gan nha anh em. Nên cho cái máy nó chạy được im hơn về bà con mình dễ sử dụng nha. Sợ nhiều khi về tới chỗ rồi anh em mình không biết cách chỉnh rồi máy chạy gam ti nó không im. Còn em quay cho anh em mình qua lóc nữa nè. Hết nó có máy nó đẹp anh em mình. Không biết diễn tả sao luôn á. F8 đến gần nó lớn tuổi rồi mà nó đẹp. Có thùng dầu này bị trên bãi sư phủ nè. Con số xe ghi của F8 này là 707-434 rồi nè. Nguyên tâm bu ly còn đầy đủ hết. Em nhìn cái máy này phải nói nè. Không biết diễn tả luôn. Cái này máy này mà anh em cũng như bà con cô bác mình có không ha. Có thời gian rửa thêm một chút nữa. Nè, anh em nhìn thấy nè. Rửa thêm chút nữa là máy này cực đẹp luôn. Bù lửa, bù que này nó nguyên si, chưa đụng luôn. Tụi em cũng không thèm mở luôn. Bây giờ đổ như về nó có dầu cái quay bơm cọc cọc cái nó chạy luôn anh em ơi. Thùng dầu còn đẹp nữa anh em. Thùng dầu rất đẹp. Anh em nhìn nè. Dầu của nguyên bản của nó luôn. Không có đổ vô miếng nào hết. Tới được chứ. Đèn là anh em nhìn nè. Nó mới chát luôn. Quá đẹp anh em ơi. Này là nguyên bản. Máy này là hoàn toàn không đụng chạm ngóc nào đúng. Đây tí xíu nó thợ cái em thừa buộc tiếp cho anh Bình lên xe rồi xong rồi quay test máy này cho anh em mình coi nha. Anh mua với ạc anh em ơi. Từ chảnh chạy đây. Thử máy chạy lấy luôn. Mà em cũng chơi hết mình luôn. Giá làm sao em chơi nó thiệt chứ. Vậy anh em dễ sống. Biết đâu hy vọng vài ngày nữa anh Bình dẫn vài người nó xuống mua nữa rồi sao. Hả anh Bình. Anh em vô có đợi giùm em tí xíu ha. Em 8 còn 8 là F10 vô. Rồi giờ 8. F10. Ừ đúng rồi, bơm F8. F8 mình chơi dây gạn không biết có chơi dây đó đâu. Cái dây của anh Bình buộc nó bị sàn. Ừ, cái loại dây này anh buộc nó mới sàn. Nó không, nó đồ giãn nó nghiêng qua cái đừng khỏi mắt vô em ơi. Đặc biệt là không có được khỏi mắt vô. Cầm cái móc.
gom ghế chặn ra nhìn cũng nở nang dữ chứ. Được nha. Rồi anh Bình lắc lắc coi được chưa, chứ em thấy là dây này là nó chắc lội luôn á, nó ngon hơn dây kia chứ lắm. Rồi cho em cảm ơn nhiều lắm nha, hy vọng vài ngày sau xuống mua một cái hai cái nữa nha. Rồi 2, 3 dạ chậm chậm được anh ơi. Một con hết hết 80. Rồi nhờ em test hàng giùm cho bà con mình thôi, máy này là công của thường anh em, hoàn toàn là thừa xử lý hết. Lúc này lên cơ rồi, nãy em tính xin chữ ký, còn thừa nó không biết chữ, không biết ngày xưa nhắn tin cho vậy sao ta. F8 mà ngồi quay rồi không chứ, anh có làm hơi quá không? F8 anh ngồi quay không được, có làm hơi quá không? F8 ngồi quay không vậy, không ra miếng khối luôn. Ngầu quá vậy mà nè mày. Rồi lúc này lên cơ. Anh này lớn tí xíu rồi. Rồi người đó giữ ra luôn. Rồi người đó giữ ra luôn. Ok, để cái video mình quá dài rồi. Thôi để em báo giá cho anh em mình luôn ha. Cái F8 này em bán anh em là 5.8 triệu, phí ship là 700.000 anh em. 5.8 triệu phí ship là 700.000. Còn phương thức thanh toán của bên em thì rất đơn giản anh em ơi. Thì cái thời lượng video em quay quá dài. Phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản, anh em cộng đúng cái tiền phí ship. Còn lại là anh em nhận hàng, kiểm tra máy rồi xem số CG rồi test máy ha. Rồi thanh toán với shipper. Rồi tắt luôn đi. Cái máy này nó tới máy luôn. Rồi. Cho em đi hát đạn con ly đó. Rồi em cho em xin nhắc lại lần nữa ha. Máy này em bán cho anh em cũng như bà con mình là 5.8 triệu, phí ship là 700. Bị máy này rất là nặng nha anh em. Mà em tính anh em 600 thôi, em phụ anh em 100.000. Là 6.4 triệu em bao ship. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản ha, anh em chọc đúng cái tiền phí ship. Còn lại là anh em nhận hàng, kiểm tra và test máy ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn em nhiều nha thừa. Cái máy này là đang thừa chỉnh không anh em. Không cái này không có nhi lạc. Phụng như ngứa thừa giờ nó lên cơ em không hay. Rồi em rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là đóng góp ý kiến của bà con gần xa mình ha. Bây giờ tụi em ngày càng hoàn thiện hơn. Rồi chào tạm biệt anh em.